Bộ phim Con Cám sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 9 nha mọi người. Hãy
Trốn đi đâu ấy? Lấy về. Ngày hôm nay làm nhiều với mà. Đạo diễn Trung Luân đã dành rất nhiều tâm huyết của mình để đầu tư vào bộ phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma. Và đạo diễn Trung Luân là một trong những nghệ sĩ có được rất nhiều tình cảm, sự quan tâm của quý vị khán giả cũng như là những đồng nghiệp nghệ sĩ. Ngày hôm nay chúng tôi có được nhiều sự quan tâm đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng. Một trong số đó đang xuất hiện tại khu vực Thạp Đỏ. Xin giới thiệu với quý vị sẽ xuất hiện của diễn viên Kiều Minh Tuấn. Xin mời Kiều Minh Tuấn sẽ đến với khu vực Thạp Đỏ, chụp ảnh lưu niệm với MC đi kinh. Rồi thôi em nhìn mình đi, cảm ơn kinh. Xin mời tiếp theo của Brazil, chúng ta sẽ đến với khu vực Thạp Đỏ và chụp ảnh lưu niệm. Xin trân trọng giới thiệu, tiến lên sân khấu chính là đại diện nhà sản xuất anh Võ Nguyên Đán. Xin kính mời đạo diễn Trung Luân. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của các diễn viên tham gia vào bộ phim Làm Giàu Với Ma. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Và tiếp theo xin kính mời tất cả các diễn viên Tuấn Trần, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, diễn viên Lê Giang, diễn viên Quang Minh, diễn viên Hoàng Phi và diễn viên Bình Hưng, diễn viên BT Ngọc Hiệp. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào những nhân vật đặc biệt trên sân khấu của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ đến từ đạo diễn Trung Luân. Xin mời anh ạ. Dạ, lời nói đầu tiên Trung rất là cảm động và rất là xúc động ở trong cái giây phút này. Và rất là hồi hộp và nó sẽ hồi hộp hơn nữa khi vài phút đây nữa phim của Trung sẽ được play lên. Và sẽ rất là cảm xúc sau khi sẽ cảm nhận từng mỗi khán giả và mình sẽ quan sát từng người. Và đây là lúc mà Trung xin giới thiệu đứa con của mình Làm Giàu Với Ma. Dạ, xin chào. Dạ, xin cảm ơn anh Trung Luân rất là nhiều. Và ngay bây giờ đây, rất nhiều quý vị khán giả, rất là nhiều đồng nghiệp, rất là nhiều nghệ sĩ đang mong chờ những phần chia sẻ cảm xúc đến từ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ạ. Xin mời anh chia sẻ. Xin chào tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay trong cái buổi ra mắt phim Làm Giàu Với Ma. Trước tiên thì Linh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả.
tất cả những đạo diễn, những anh em diễn viên, nghệ sĩ đồng nghiệp cũng như tất cả các anh em báo chí. Và xin cảm ơn mọi người đã có mặt cùng với Làm Giàu Với Ma trong buổi tối hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng đứa con đầu lòng của Trung Lùng sẽ được quý vị ủng hộ và quý vị hỗ trợ hơn nữa trên tinh thần để cho Trung Lùng tiếp tục làm những bộ phim khác. Còn cái cảm nhận là chắc chắn là sau khi quý vị xem phim xong thì quý vị sẽ nói lên cái cảm nhận của mình ạ. Nhưng mà hy vọng rằng là Trung Lùng sẽ không làm quý vị thất vọng. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tình cảm của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã dành cho bộ phim. Thì vừa rồi thì ba Đạo cũng đã chia sẻ. Thì bây giờ xin mời bé Lanh, con của ba Đạo. Mình cũng tiếp lời đi ạ. Đầu tiên thì xin cho phép Túng cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian tới tham gia buổi ra mắt phim ngày hôm nay. Mình rất là xúc động và rất là hồi hộp để được đón xem nhân vật Lanh trong cái bộ phim lần này. Và Túng biết rằng ở đây mọi người đều là những người ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận một sản phẩm tâm huyết của ekip và lan tỏa nó nhiều hơn. Dạ, cảm ơn ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và vừa rồi chính là phần chia sẻ của diễn viên Tuấn Trần. Thôi thì bây giờ, chị Bảo Ngọc, em hãy chốt một câu nào đó khiến cho mọi người cảm thấy rất là nôn nóng được ra rạp và xem phim Làm Giàu Với Ma nào. Ngày hôm nay dì Bảo Ngọc xinh đẹp quá. Cảm ơn anh Hoàng Rapper. Lời nói đầu tiên thì chắc là cho phép dì Bảo Ngọc xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị báo chí cũng như là tất cả quý vị khán giả đang ở đây. Xin chào mọi người ở trên lầu ạ. Dạ. Vào dịp lễ 2 tháng 9 này, Làm Giàu Với Ma sẽ là một bộ phim hài hước, tình cảm, tâm lý, kèm theo tâm linh. Và chắc chắn rằng Làm Giàu Với Ma sẽ mang lại rất là nhiều tiếng cười cho mọi người. Cho nên nếu như mà dịp lễ này quý vị khán giả chưa có kế hoạch đi đâu thì mọi người hãy cùng rủ gia đình của mình, bạn bè và người yêu ra rạp để mà cùng xem Làm Giàu Với Ma nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Dạ, xin cảm ơn dì Bảo Ngọc. Và vì thời lượng có hạn nên chúng tôi xin phép là diễn viên Lê Giang, diễn viên Quang Minh, diễn viên BT, diễn viên Hoàng Phi, diễn viên Bình Hưng. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là những lời cảm ơn bằng những bó hoa tươi thắm dành cho đạo diễn và các diễn viên đến từ đại diện của nhà sản xuất Bluebells. Xin mời anh Võ Nguyên Ráng, chúng ta sẽ tặng những bó hoa này đến cho đạo diễn và các diễn viên. Xin mời, kính mời anh. Và kính thưa quý vị, bộ phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma sẽ có xuất chiếu đặc biệt rất sớm, bắt đầu từ 18 giờ ngày 29 tháng 8. Và chúng tôi sẽ công chiếu trên toàn quốc bộ phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2024. Và như lời giới thiệu của các diễn viên và đạo diễn, đây là một trong những sự lựa chọn trong ngày nghỉ lễ năm nay để chúng ta có được những niềm vui bên cạnh gia đình và người thân của mình. Và hy vọng quý vị sẽ giữ gìn thật cẩn thận những tấm vé trên tay nhé, bởi vì lát nữa đây chúng tôi sẽ mời quý vị tiến lên lầu 5. Và ngay bây giờ đây xin mời tất cả quý vị khách mời, quý vị nghệ sĩ, chúng ta hãy vỗ tay thật lớn nào. Chúc cho bộ phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma sẽ thành công rực rỡ. Xin cảm ơn đạo diễn và các diễn viên rất nhiều. Xin mời anh chị sẽ quay trở lại với vị trí danh dự của mình. Xin mời anh Võ Ngọc Đáng sẽ nén lại trên sân khấu. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi trân trọng kính mời đại diện của các đơn vị đồng hành cùng với bộ phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma sẽ tiến lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn đến từ đại diện của nhà sản xuất Bluebell là anh Võ Nguyên Đáng. Trân trọng kính mời tiến lên sân khấu đại diện của... Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.